nhiều bạn là đánh có mỗi cẳng tay không, nhìn rất cứng, nhìn rất cứng và không phát được lực. Đừng sợ, đừng sợ. Bên này này, bên này này, đây của tôi toàn nằm ở nửa trên của mặt vợt đây này. Vâng, chào quý vị khán giả của Table Tennis Review. Ngày hôm nay mình đang đứng cạnh anh Tô Đức Hoàng, kiện tướng bóng bàn Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ kỹ thuật giật trái xoay xuống. Chào các bạn, mình là Tô Đức Hoàng, anh em hay gọi là Hoàng Chốp. Hôm nay mình cũng xin phép được chia sẻ với anh em kỹ thuật giật trái xoay xuống cùng khán giả của Table Tennis Review. Đầu tiên về cách cầm vợt, mình cho là hiện đại và các vận động viên thế giới đang sử dụng để giật một quả trái nó uy lực và nó có tính chất là an toàn nhất. Thì theo mình là cầm vợt nó sẽ như thế này. Đầu tiên mình sẽ để cái báng vợt ở đây và mình sẽ căn vào giữa hai ngón tay của cái này để làm sao cho đánh trái cũng được mà đánh phải cũng được. Khi mà các bạn cầm sát vào đây rồi, sau đó mình giật lại một chút để mình lấy khoảng cách. Sau này mình dùng cổ tay nó sẽ tốt hơn. Mình cầm sát quá thì nó sẽ bị cứng, cầm lùi ra thì sẽ dùng cổ tay tốt hơn. Về tư thế đứng, chúng ta vẫn là chân trái sẽ cao hơn chân phải một chút. Tại sao lại phải như vậy? Bởi vì khi mình đứng như thế này, có bóng dài sâu mình sẽ lùi ra, giật lên được. Có bóng ngắn mình sẽ bước lên, mình vào được bóng luôn. Và khi mà bóng đến đúng thời điểm của mình thì mình chỉ cần hạ xuống và mình giật được ngay. Mình nói lại với các bạn, đây là quả trái xoay xuống. Cho nên mình phải hạ người sâu hơn, xoay lên rất nhiều, phải hạ xuống sâu hơn, bóng đẩy lên điểm cao nhất, giật vào. Về cái kỹ thuật tay thì là mình sẽ phải đưa khuỷu tay ra đằng trước để lấy một cái góc, đồng thời xoay người về. Khi mình đưa ra được rồi, đưa khuỷu tay ra đằng trước rồi là mình đã có thể xoay lườn về một chút, đưa ra và sau đó phát lực, dùng cổ tay trước, sau đó đến cẳng tay. Nhớ là cổ tay về, phát lực trước nha. Sau đó cẳng tay mình đưa lên. Nhiều bạn là đánh có mỗi cẳng tay không, nhìn rất cứng và không phát được lực. Ở quả trái nhất định phải cổ tay, quạp vào, vẩy ra. Ở quả trái này mình cố gắng, các bạn cố gắng chúc cái đầu vợt xuống để lấy lực. Ở đây mình đang muốn nói đến kỹ thuật giật bóng trái tay và mình giật phụ phàng nha. Cho nên mình sẽ cố gắng là mình tay bắt đầu xuất phát từ hông của mình này. Hông của mình nhưng phải trùng người xuống, bật qua lên, dùng cái lực thật nhanh để mình tiến lên phía trước, đánh thẳng vào bóng. Không sợ xoáy. Mình sẽ cố gắng đánh, dùng lực của mình, dùng xoáy của mình để phá xoáy của đối phương. Không sợ xoáy. Góc độ của mặt vợt là rơi vào khoảng, tùy theo đối phương có cắt, có xoáy hay không, nhưng theo mình thì khoảng 45 độ là hợp lý. Sau đó cứ thế tiến lên phía trước. Còn nếu như xoáy lên thì mình sẽ phải úp xuống còn nhiều hơn ở trên đầu bóng. Còn ở xoáy xuống mình sẽ thật vào hông của bóng nhiều hơn. Từ đoạn số góc số 3 giờ và lên 2 giờ. 3 giờ trượt lên 2 giờ. Trượt lên 2 giờ và đè đoạn cuối mình sẽ đè ép cái cổ tay xuống để bóng nó cắm xuống. Đấy. Cổ tay, hoàn toàn dùng lực bằng cổ tay. Đây là cách tập luyện trước nha. Đấy. Đấy. Này, chân trái cao hơn này. Lực cổ tay ra thật nhanh, dứt khoát, không sợ xoáy. Thời điểm bóng cao, cẳng tay cổ tay phát lực thật nhanh, thấp chân xuống, đẩy lên. Khi mình vào bóng, mình lưu ý này, khi mình vào bóng mình sẽ vụt thật nhanh cổ tay và cẳng tay ra đồng thời và hợp lực với trận bộ chân của mình để đẩy cái bóng lên phía trước thật nhanh. Đẩy cái chân trái này lên, đẩy lên. Đấy. Ép, khi mà kết thúc mình ép xuống này. Nhanh. Bóng lẩy vừa lên cao nhất là mình phải vụt rồi.
không chờ, bởi vì chờ là không phát được lực. Mình chờ bóng mình chỉ giật xoáy thôi, vừa nảy lên mình đánh ngay, vừa nảy lên mình đánh ngay. Đấy, anh em đừng sợ nhé, cố gắng luyện ổn định, vẫn vẫn phải ổn định mặt vợt. Mình xác định mình bốn góc mặt vợt của mình bao nhiêu độ, đánh vào chỗ nào của bóng là mình phải ổn định, đánh chất ổn định vào, chứ đừng vòng lúc úp lúc ngửa là cũng không được đâu nhá. Đừng sợ, xác định khi xác định mình là 45 hay 50 độ hay bao nhiêu, tùy theo quả bóng đấy mình phải đánh dứt khoát lên. Anh em nhớ đừng có sợ của nó xoáy mà mình không dám vào, luyện thật nhiều vào. Sớm lên, sớm lên. Khi nằm giật sang đường thẳng là mình bước chân này ra, lúc đấy chân chạm phải, chân nó sẽ cao hơn chân trái. Dướng người sang bên này một chút, mình giật sang đường thẳng. Lúc đấy là chân phải nó sẽ cao hơn chân trái. Bên này thì lại ngược lại này, chân trái phải cao lên một tí. Đừng sợ, đừng sợ. Bên này này, bên này này. Đấy, mặt vợt ổn định này, mặt vợt ổn định này. Anh em mắc một cái lỗi là không dám phát lực. Không dám phát lực cũng như để nó trôi qua cái thời điểm bóng mà là ngon nhất. Ví dụ như bóng vừa nảy lên phải sớm hơn bên phải. Bóng vừa nảy lên cao là mình phải đánh ngay. Hoặc lên cao nhất mình phải đánh ngay rồi. Anh em mắc một cái lỗi rất là sơ đẳng. Ở quả này là mình hay chờ bóng, hay chờ bóng ra quá. Mình không thể nào giật mạnh được khi bóng đã rơi xuống thấp. Không giật mạnh được. Đây chỉ có thể câu xoáy thôi. Đấy, mình phải đứng khác vào một chút để cắt thời điểm bóng nó nảy lên và phát lực thật nhanh bằng cổ tay, bằng cổ tay. Đừng sợ, đừng sợ bóng. Anh em lưu ý nhá, là giật bóng cố gắng để nó trên nửa trên của mặt vợt, cố gắng ở nửa trên. Các bạn nhìn đây này, đây của tôi toàn nằm ở nửa trên của mặt vợt đây này. Đấy, thì là phát lực được, mới phát lực được tối ưu nhất có thể các bạn nhé. Nằm ở nửa trên, hãy cố gắng nằm ở nửa trên ở giá đầu vợt đấy, nửa trên. Và bây giờ là một vài cái chiến thuật mà mình áp dụng được cái quả giật trái này. Anh em có thể vẫn chưa biết là khi mình giao xoáy gì thì họ sẽ trả lại xoáy đấy. Mình đang muốn giật trái xuống thì mình nên giao một quả xoáy xuống hoặc ngang xuống thì đối thủ sẽ trả lại quả xoáy xuống tương tự và mình sẽ chuẩn bị mình giật. Có thể họ sẽ giáng phải hoặc sang trái, sang phải thì mình giật phải thôi, sang trái thì mình giật trái. Bây giờ em trả sang trái cho anh nhé. Giao thì xuống này, trả lại, đối thủ rút mất bạn ạ. Giao thì xuống này, trả lại. Đấy, xoáy xuống này. Đấy, mình trả lại bắn giết luôn. Mình phải chuẩn bị giao xong, mình phải chuẩn bị đứng lùi ra để chuẩn bị quả trái rồi. Muốn giật sang đường thẳng là mình phải bước chân sâu ra, sâu ra, chân phải cao hơn, giật lách người. Hoặc là các bạn có thể giao xoáy ngược nhưng mà cố gắng xoáy xuống, xoáy lên cũng được. Họ cắt cao mình thì mình càng dễ vẩy, nhưng thường thường xoáy lên họ thì người ta sẽ hất. Hoặc các bạn có thể giao xoáy xuống, xoáy ngược. Đấy, mình ra dầm xoáy lên, xin lỗi các bạn, mình đánh lừa đối thủ một tí. Xoáy xuống này, đối thủ lại rút luôn. Xoáy xuống này. Đấy, và như vậy là chúng tôi đã có buổi chia sẻ kỹ thuật giật trái xoáy xuống rồi.
Mong là tất cả quý vị khán giả đã nắm được những thông tin hữu ích. Và nhân đây thì cũng xin giới thiệu là kênh YouTube mới của anh Hoàng Chốt Bóng Bàn. Cũng có những cái bài hướng dẫn kỹ thuật rất là chi tiết. Mọi người có thể qua để ủng hộ cho anh Hoàng Chốt Bóng Bàn. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Chào anh em. Mình cũng đã chia sẻ xong cái kỹ thuật giật trái tay xuống và cũng như những cái chiến thuật mình đã từng áp dụng và hay áp dụng trong thi đấu rồi. Hy vọng anh em ủng hộ mình và kênh. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại mọi người. Bên này này. Bên này này. Đấy. Mặt vợt ổn định này. Mệt quá anh em ạ. Tùng bắt giật nhiều quá.